Ờ nó chảy bây giờ. Nó chảy đấy. Vào thế luôn á. À! Rồi xuất ra, xuất ra. Rồi. Bye bye. Rồi chuẩn bị dàn nhạc giao hưởng nha. Rồi bây giờ có tắt đèn không? Cười lên không nha. Thôi để đèn nó đi. Ơi, ok. Hey, bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Rồi, chuối đi, chuối đi. Rồi bây giờ phải đến đi rồi bắt đầu ăn chuối nha. Ờ, em bước vào đời. Tuyên bố là bây giờ anh em có một quà dành em. Tại trước đây đó giờ em chưa biết cảm giác ăn chuối trên bánh kem như thế nào đúng không? Thì hôm nay anh em muốn tặng cho em là một quà, đó là em thử ăn hết cái chuối này rồi cái sinh nhật của em rất ý nghĩa cho nên là đầu tiên em ăn chuối đã. Mà biết cách ăn chuối là nó không phải là cắn bình thường nha. Cái này làm sao em múc làm sao cho nó hết cái chuối như thế này. Rồi. Rồi, tiếp đó là thử nghiệm nha. Thử thách vượt qua chính mình. Em cắn cái này em nuốt, em nhậm tí em nuốt. không lẽ cái bao nhiêu thử thách mà Bí Quyên không chịu vượt qua đó xem. Lại đi. Còn không á, nếu em ăn chuối thì ăn dâu cũng được. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Thôi nếu mà ăn chuối nó no quá thì em ăn dâu thôi cũng được. Nhưng mà không được tay. Không sao đâu, đơn giản mà em như là em cứ cắn chặt chứ bình thường thôi. Em ăn ra clip thì môn cho nó xem đi đâu. Ê, đang làm mẫu đi. Hầu như là cái này nó mất hoài là trái cây thôi. Nói chung là mẫu đi. Cái số này nó kỳ lắm á, đúng không? Đây sinh nhật của em mà đúng không? Em không ăn cái bụng đèn này mà. Không ăn chuối hôm nay thì cả đời không có chuối mà. Em mà không ăn cái hết cái chuối đó là bữa nay là cầu nguyện của em không hiệu quả đó. Được không? Cây nhanh đi mọi người, nó bụng lắm rồi. Tôi biết nè, em biết là ăn một cái chuối ba như nào. Banana đó, ăn đi. Ăn đi em, nhanh lên. Trời ơi, đúng rồi đó. Đây lại từ đó mày không. Ở nhà nó ăn nguyên bồn. Lây vào người lên kiếm sống ở đây. Lại đây. Mình bán gì em ơi? Hả?
Không, ngày 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 hôm nay là ngày vui của em mà. Ai em mừng em nhưng mà cắn thêm miếng có sao đâu. Đúng không? Cái tưởng bây giờ em ăn, con lửa trái đi, em ăn lửa trái giùm em. Được chưa? Quay qua một bên, đây. Mà không hả? Mỗi người một bên. Anh là sân tây. Vậy là mai con lá hồi hết rồi. Bây giờ tiếp sau anh đi. Anh nói anh chưa chế tạo mà anh chưa chế tạo được. Nên là anh về nhà anh mang túi nha. Bây giờ sai. Yeah.
Rồi bây giờ anh đá cái trái gì kìa. Anh đá chăn cho dầu nè. Rồi xuống nè, đi ăn. Rồi uống bia.